chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Gần 30 máy bay UAV tấn công văn phòng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khiến thủ đô Hà Nội một phen náo loạn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, văn phòng chủ tịch nước bị tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái trong âm mưu muốn hạ sát đương kim chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên đóng tàu ngầm hạt nhân do các kỹ sư, chuyên gia người Mỹ gốc Việt thiết kế. Mỹ đồng ý bán hàng trăm tên lửa diệt hạm cho lực lượng hậu duệ của tướng Lương Xuân Việt nhằm đối phó với mối đe dọa từ Hải quân Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, từ sau khi được Nguyễn Phú Trọng ủng hộ để trở thành chủ tịch nước sau khi Nguyễn Xuân Phúc buộc phải về vườn sớm vì có dính líu đến tham nhũng. Võ Văn Thưởng đã vấp phải nhiều sự chống đối ngầm lẫn công khai khi có nhiều quan chức cũng đang muốn chiếm được chiếc ghế quyền lực thuộc trong bộ tứ uy quyền trong bộ chính trị. Đã có nhiều vụ mua sát nhắm vào Võ Văn Thưởng cũng như những thủ đoạn nhằm loại bỏ ông ta chỉ trong thời gian ngắn vừa qua trong đó phải kể đến một sự kiện đình đám liên quan đến cháu Võ Văn Thưởng trong vụ bốn tiếp viên hàng không mang ma túy. Trong diễn biến liên quan, thủ đô Hà Nội và dư luận vào ngày hôm qua, như rung chuyển và trao đảo khi một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào văn phòng chủ tịch nước. Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông quốc tế có mặt tại Hà Nội cho biết, xe cứu hỏa và cứu thương có mặt tại một tòa nhà chung cư ở Hà Nội sau báo cáo về vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết đã có 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong đợt tấn công lúc sáng sớm hôm qua. Trong đó, một người phải nhập viện, người dân trong hai khối nhà chung cư gần đó phải sơ tán, nhưng sau đó đã quay về. Sáng sớm nay, sau đợt tấn công bằng máy bay không người lái, nhiều tòa nhà bị thiệt mạng nghiêm trọng, trong đó có văn phòng chủ tịch nước. Tuy nhiên, ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã may mắn thoát nạn trong vụ mưu sát này. Ông Thanh cho phóng viên đài RF1 của Pháp biết thêm. Video được đưa lên mạng xã hội cho thấy vật thể có vẻ là một máy bay không người lái bị bắn rơi và khói bốc lên ở khu vực thuộc Hà Nội. Các sân bay của thành phố vẫn hoạt động. Báo chí Việt Nam dẫn thông tin từ Bộ Quốc Phòng cho biết các thế lực chống đối đã điều hàng loạt máy bay không người lái để tấn công nhưng đều bị phá hủy. Tướng Giang cho biết đây là đợt tấn công nghiêm trọng nhất vào Hà Nội kể từ cuộc chiến chống Mỹ. Ông cho biết bây giờ không người dân nào có thể tránh tình trạng mà ông gọi là thực tế mới. Bạn sẽ phải đánh bại kẻ thù bằng nắm đấm duy nhất hoặc nỗi xấu hổ không thể xóa nhòa của sự hèn nhát hợp tác với kẻ thù và phản bội sẽ nhấn chìm gia đình bạn, ông Giang nói thêm. Cường độ tấn công bằng máy bay không người lái vào Việt Nam gia tăng trong những tuần gần đây. Báo chí trong nước dẫn nguồn tin tình báo quân đội cho biết Hà Nội tin rằng có những quan chức, tướng lãnh bất mãn đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ văn phòng chủ tịch nước lần này. Hãng thông tấn Anh Goister nơi có nhiều nguồn tin đáng tin cậy từ các cơ quan an ninh Việt Nam, cho biết khoảng 25 máy bay không người lái đã tấn công đồng loạt vào mục tiêu hôm qua, đã có hơn 10 máy bay không người lái đã bị bắn rơi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thông tin chấn động này và sẽ cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất trong diễn biến khác. Lực lượng hậu duệ đã tự đóng tàu ngầm gây ra mối lo ngại đối với quân đội Trung Quốc và Việt Nam. Được biết, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa sẽ khởi đóng tàu ngầm nội địa đầu tiên vào tuần sau, dự kiến biên chế năm 2024 để thay thế dần lực lượng tàu ngầm lạc hậu. Quá trình chế tạo nguyên mẫu tàu ngầm do lực lượng hậu duệ tự thiết kế sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 6. Lễ khởi đóng sẽ diễn ra cùng ngày với sự tham dự của tướng Lương Xuân Việt. Phát ngôn viên văn phòng lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cho biết, hôm ngày 1 tháng 6 vừa qua. Lực lượng hậu duệ dự định chế tạo 8 tàu ngầm được lực lượng phòng vệ hòn đảo từ thiết kế. Chiếc đầu tiên dự kiến được biên chế vào cuối năm 2024. Chương trình tàu ngầm tự lực khởi động được coi là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ của lực lượng hậu duệ trên Biển Đông và quảng bá công nghiệp quốc phòng của lực lượng này. Lực lượng hậu duệ hiện sở hữu 4 tàu ngầm, trong đó hai chiếc lớp hai xin được chế tạo tại Mỹ từ thế chiến thứ hai và là những tàu ngầm cao tuổi nhất còn trong biên chế trên thế giới. Hai tàu ngầm còn lại thuộc lớp trên lung do Hà Lan chế tạo và khó lòng so sánh được với lực lượng hải quân của Trung Quốc và Việt Nam. Lãnh đạo lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cho biết Trung Quốc thời gian qua hơn 5 lần điều máy bay quân sự và tàu hải quân áp sát đảo Xu Khôi do lực lượng hậu duệ kiểm soát trên quần đảo Trường Sa. Lực lượng phòng vệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã nhiều lần điều máy bay xuất kích ứng phó cũng như điều tàu giám sát tàu chiến của Bắc Kinh gần Hoàng đảo. Trong khi đó, để hỗ trợ cho lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đối phó hiệu quả với mối đe dọa từ quân đội Trung Quốc và Việt Nam, Mỹ đồng ý bán 200 tên lửa diệt hàm, cho lực lượng này. Theo các thông tin chúng tôi có được, Bộ Ngoại giao Mỹ dự bán 50 hệ thống phòng thủ bờ kèm 200 tên lửa Harpoon phóng từ mặt đất trị giá gần 1,2 tỷ USD cho lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng DSCA thuộc Lầu Năm Góc ra thông cáo cho biết hôm qua. Hợp đồng bao gồm 200 tên lửa diệt hạm phóng từ mặt đất (RGM). 84NL 4 Harpoon Block 2 với tầm bắn 125 km, 4 tên lửa huấn luyện RTM 84NL 4 không mang đầu nổ và động cơ, 411 thùng chứa, 50 xe vận chuyển và phóng đạn, 25 xe radar cùng linh kiện sửa chữa, thiết bị kiểm tra và tài liệu hướng dẫn. Washington cũng đảm nhận huấn luyện binh sĩ và hỗ trợ kỹ thuật sau khi bàn giao vũ khí cho lực lượng hậu duệ thương vụ sẽ giúp cải thiện khả năng đảm bảo an ninh của bên nhận hàng, cũng như duy trì ổn định và cân bằng trong khu vực, thông cáo của DSCA có đoạn viết. Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày kể từ khi nhận thông báo từ Bộ Ngoại giao để quyết định có chặn thương vụ hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ Quốc hội, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Biden ký phê duyệt. Trung Quốc hôm ngày 2 tháng 6 tuyên bố sẽ áp lệnh trừng phạt đối với ba công ty Mỹ liên quan đến thương vụ bán vũ khí cho lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, gồm Lockheed Martin, Boeing Defense và Raytheon đáp trả. Bắc Kinh cáo buộc động thái của Washington đã làm tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, yêu cầu Washington nhận thức tác hại họ gây ra và lập tức hủy bỏ các thương vụ. Trung Quốc luôn coi đảo Sukhoi là một phần lãnh hải của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa và luôn đe dọa, giành, chiếm bằng vũ lực. Dù không có bất kỳ quan hệ ngoại giao nào với lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng Mỹ vẫn duy trì quan hệ với lực lượng này và đang cung cấp nhiều khí tài hiện đại trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông gia tăng. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh yêu cầu cấp bách. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh lập trường đưa Ukraine gia nhập khối NATO khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu ngày 1 tháng 6. Gauster mô tả hội nghị diễn ra tại một địa điểm ở Moldova, cách Ukraine chỉ 20 km và gần khu vực ly khai Tranitia do Nga hậu thuẫn. Với sự tham dự của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và 20 quốc gia châu Âu khác, để bảo vệ hội nghị, phía NATO đã triển khai máy bay giám sát và hệ thống cảnh báo trên bầu trời khu vực diễn ra cuộc họp. Gặp gỡ Tổng thống Moldova Masa Sandu, ông Zaki nhắc lại đề nghị phương Tây nhanh chóng cung cấp cho Rena máy bay chiến đấu hiện đại để đối phó cuộc xung đột hiện tại. Lãnh đạo Kiev cũng ủng hộ Moldova, đất nước khoảng 2,5 triệu dân, gia nhập EU. Thực tế, cả Moldova lẫn Ukraine đều đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu hồi năm ngoái. Chúng tôi ủng hộ Moldova và người dân của họ gia nhập EU. Ông Sikhi nói, các bạn đã hỗ trợ người dân của chúng tôi khi họ phải tị nạn do xung đột. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tương lai của chúng ta là cùng gia nhập EU và Ukraine cũng đã sẵn sàng gia nhập NATO. Đáp lời ông Zelensky, Tổng thống Sandu cho biết bà ủng hộ các nỗ lực hòa bình của Ukraine và cũng muốn các cuộc đàm phán để Moldova gia nhập EU diễn ra càng nhanh càng tốt. Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo châu Âu trên đất nước chúng tôi là một thông điệp rõ ràng rằng Moldova không đơn độc và nước láng giềng Ukraine của chúng tôi cũng vậy, bà Massa Sandu nói. Cộng đồng chính trị châu Âu tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, trong đó các nhà lãnh đạo chủ yếu thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine và khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tất cả quốc gia NATO đều đồng ý Ukraine sẽ trở thành thành viên của khối. Tất cả các đồng minh đều đồng ý rằng cánh cửa của NATO đang rộng mở cho các thành viên mới, ông Stoltenberg nói với báo chí trước cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao NATO ở Oslo, Na Uy. Nga không có quyền phủ quyết chống lại sự mở rộng của NATO. Tuy nhiên, phía Đức cho biết việc kết nạp Ukraine thời điểm hiện tại, tức đang trong lúc có xung đột, là không thể. Trong một diễn biến tiếp theo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo lực lượng an ninh quốc gia chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa chỉ đạo các quan chức phụ trách an ninh quốc gia tính đến những kịch bản tồi tệ nhất và chuẩn bị cho những vùng biển bão tố. Những phức tạp và khó khăn trong các vấn đề an ninh quốc gia mà chúng ta đối mặt đã gia tăng đáng kể. Xin hua dẫn lời ông Tập nói tại hội nghị của Ủy ban An ninh Quốc gia. Chúng ta phải tuân thủ tư duy về giới hạn cuối cùng và kịch bản tồi tệ nhất và sẵn sàng trải qua những phép thử lớn khi gặp gió to sóng dữ, thậm chí cả biển dông bão, ông nói. Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang đối diện nhiều thách thức, từ một nền kinh tế gặp nhiều trở ngại đến môi trường quốc tế ngày càng bất lợi. Trước tình hình mà ông Tập gọi là phức tạp và nghiêm trọng, ông Tập nói rằng Trung Quốc phải đẩy nhanh hiện đại hóa hệ thống an ninh quốc gia và với trọng tâm là có thể ứng phó hiệu quả hơn trong tình huống thực tế. Chủ tịch Trung Quốc cũng chỉ đạo thúc đẩy kế hoạch xây dựng hệ thống giám sát rủi ro an ninh quốc gia và cảnh báo sớm, tăng cường giáo dục về an ninh quốc gia, nâng cao quản lý an ninh dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Theo các chuyên gia, từ khi lên nắm quyền, cách đây một thập kỷ, ông Tập đưa vấn đề an ninh quốc gia trở thành yếu tố quan trọng xuyên suốt mọi khía cạnh quản trị. Nhà lãnh đạo này đã mở rộng khái niệm an ninh quốc gia để bao gồm mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, sinh thái đến không gian mạng, từ biển sâu đến các vùng cực và không gian vũ trụ, cũng như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Theo khái niệm an ninh quốc gia toàn diện của ông Tập, Trung Quốc đã thông qua hàng loạt luật phòng ngừa những nguy cơ mà họ coi là mối đe dọa, bao gồm luật chống khủng bố, chống do thám mạng, an ninh mạng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tình báo quốc gia và an ninh dữ liệu. Trong một diễn biến liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ không tham dự cuộc họp quan trọng của NATO. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melus Cavusoglu sẽ không tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng tổ chức hiệp ước Bắc và Tây Dương NATO tại Oslo trong tuần này. Sự vắng mặt của ông Cavusoglu đồng nghĩa với việc sẽ không có tiến triển ngay lập tức nào đối với nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển, bất chấp việc Stockholm khăng khăng rằng họ đã sẵn sàng. Trên thông tin trên được Ngoại trưởng Na Uy Anniken Hufel đưa ra trong cuộc họp báo trước thèm phiên họp của Ngoại trưởng các nước thành viên NATO ở Oslo theo TASS, cuộc họp lần này được cho là sẽ tập trung vào vấn đề Thụy Điển gia nhập NATO bên cạnh các vấn đề khác. Bà Huitsfeld nhấn mạnh rằng việc Thụy Điển gia nhập NATO là rất quan trọng đối với an ninh Na Uy, vì Oslo muốn Stockholm trở thành thành viên của cùng một liên minh quân sự. Bà chỉ ra rằng Thụy Điển đã tuân thủ tất cả các yêu cầu, vì vậy không có lý do gì để tiếp tục chờ đợi. Ngoại trưởng Na Uy tiết lộ bà đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này trong các cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ. Bà cho biết ông Cavusoglu sẽ không thể tham dự cuộc họp NATO vì phiên họp đầu tiên của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã được lên kế hoạch vào thứ Năm, ngày mùng 1 tháng 6. Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý vào năm ngoái rằng hai quốc gia Bắc Âu sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Ankara trấn áp và dẫn độ những phần tử mà Ankara coi là khủng bố. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp thuận việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Việc gia nhập khối do Mỹ dẫn đầu cần có sự nhất trí của tất cả các thành viên. Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tư cách thành viên của Phần Lan hồi tháng 3 sau khi nước này thông qua luật chống khủng bố nghiêm ngặt. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Bistrom nói rằng bộ luật tương tự có hiệu lực ở Thụy Điển trong tuần này cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của Ankara. Ông Bistrom cho biết nhiều người kỳ vọng rằng Thụy Điển sẽ, sẽ trở thành thành viên trước khi các nhà lãnh đạo NATO gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm tại thủ đô Vilnius của Lithuania. Trong một diễn biến tiếp theo, Đức nói NATO không thể kết nạp thành viên đang có xung đột. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 1 tháng 6 cho biết, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không thể tiếp nhận các thành viên mới hiện đang có xung đột. Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi Tổng thống Urena khẳng định Kiev đã sẵn sàng gia nhập NATO. Phát biểu khi đến Oslo, Na Uy, dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, bà Bibok cho biết chính sách mở cửa của NATO vẫn có hiệu lực, nhưng rõ ràng là chúng tôi không thể nói về việc chấp thuận các thành viên mới là những quốc gia đang có xung đột. Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi Tổng thống Urena cho biết hôm thứ Năm rằng đất nước của ông đã sẵn sàng gia nhập NATO. Ngoại trưởng Bibok cho biết cuộc gặp ở Oslo là một bước tiến nữa trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO ở Vilnius, Lithuania, dự kiến diễn ra vào tháng 7. Theo bà Bibok, NATO hy vọng có thể chào đón Thụy Điển. Với tư cách là thành viên mới tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, đơn xin gia nhập của Thụy Điển mặc dù được hầu hết các thành viên NATO ủng hộ, nhưng cho đến nay vẫn bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary bác bỏ. Tư cách thành viên của Thụy Điển sẽ là một chủ đề chính tại cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, London cho biết trước đó vào thứ Năm. Cũng phát biểu tại Oslo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh sự đoàn kết phi thường của các thành viên NATO là một trong những lý do chính giúp Ukraine đối phó thành công với lực lượng Nga. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói những gì chúng tôi sẽ làm về việc hỗ trợ Ukraine, về việc gây áp lực lên Nga và về việc củng cố liên minh của chính chúng tôi. Chúng tôi đã làm những gì mình đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó, ông Blinken nói. Trước đó cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tất cả các quốc gia trong liên minh đều đồng ý Ukraine sẽ trở thành một thành viên của khối. Tất cả các đồng minh đều đồng ý rằng cánh cửa của NATO đang rộng mở cho các thành viên mới, ông Stoltenberg nói với các phóng viên ở Oslo. Moscow không có quyền phủ quyết chống lại sự mở rộng của NATO. Ông Stoltenberg cho biết thêm nhiệm vụ quan trọng nhất của nato là đảm bảo rằng ukraine thắng thế trong cuộc xung đột với nga và ngăn chặn xung đột lan ra ngoài biên giới ukraine đó là lý do vì sao chúng tôi tăng cường sự hiện diện của mình ở các tuyến phía đông trên lãnh thổ nato ông nói mặc dù ukraine không phải là thành viên của liên minh và nato khẳng định rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột nhưng khối này đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiev quyên góp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự và các khoản